sẵn sàng, căn bản 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi cái thứ 2 nha, bài 2 nha, là chúng ta cross body turn, chúng ta xoay bên phải, bên trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, rồi tiếp theo là chúng ta sẽ lùi và chúng ta xoay một tròn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, được chưa? Rồi, 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 lại cho ra từng đoạn này. Bài 1, basic, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 3, 5, và đến như vậy. Rồi. Basic 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, basic 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, basic 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ tập là cross body, và cái thứ tư, chúng ta kết hợp cái xoay một vòng rồi là hai cái cộng hợp nha. Thứ tư ha, rồi 1 2 3 4 5 6, rồi xoay bên phải một vòng rồi 1 2 3 4 5 6, lặp lại lần nữa và chúng ta đổi tay 1 2 3 4 5 6, đúng rồi, đổi tay này, rồi một tay đi đâu, một tay này 1 2 3 4 5 6, và chúng ta cross body lại, chúng ta sẽ hai tay 1 2 3 4 5 6, chúng ta sẽ đổi tay thành hai tay ha, 1 2 3 4 5 6, ok. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đi bài thứ 5, tức là 5 basic, và chúng ta sẽ cross body 1 2 3 4 5 6 và đổi tay, để tay chéo tay nữ. Tiếp theo là chúng ta xoay đơn một nửa, một vòng bên phải 1 2 3 4 5 6. Tiếp theo nữ thì căn bản nam thì sẽ chui qua bên phải của nữ 1 2 3, tròn tay qua, và 5 6 7 là 5 6 7 qua cổ luôn, 8. Rồi lặp lại, chúng ta tổng hợp 5 bài nha. Bài 1, 1 2 3 4 5 6. Rồi bài 2, 1 2 3 4 5 6. Rồi tiếp tục bài 3, 1 2 3 4 5 6. Rồi bài 4 sẽ là tổng hợp cross body và xoay right turn single 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Ok, tiếp theo cái thứ 5 là chúng ta cross body lại, và chúng ta sẽ đổi buông tay ra tự do, và chúng ta sẽ đổi tay như thế này, và chúng ta nam xoay dưới tay là trở về căn bản. Bài 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, đổi tay 1 2 3 4 5 6. Rồi tiếp theo nữ căn bản bình thường 1 2 3 4 5 6, bỏ tay qua và bỏ cả xong, và ra kết hợp với nhau tiếp tục theo tín hiệu tay để mình đi nha. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, được chưa? Mới hả? Được chưa? Được rồi không? Tại vì không có gì mới như được hết.